Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh youtube VTC News. Thưa quý vị, mới đây, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có công điện số 8 đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Công điện nêu rõ, trong 7 ngày vừa qua, Khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn từ 150 đến 250 mm, một số trạm mưa lớn hơn như Thông Nguyên, Hà Giang 272 mm, Bắc Hà, Lào Cai 314 mm, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên 344 mm. Mưa lớn đã gây sạt lở đất, ngập lụt cục bộ làm hai người chết, sạt lở 67 vị trí giao thông, thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản của người dân và công trình cơ sở hạ tầng. Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 8 tháng 8, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 220 mm, có nơi hơn 300 mm. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung huy động lực lượng phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại nhà ở sản xuất nông nghiệp khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất tổ chức lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông cấm biển cảnh báo nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn chỉ đạo kiểm tra rà soát triển khai phương án bảo đảm an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất phòng chống ngập úng khu vực đô thị khu công nghiệp chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cơ quan thông tin truyền thông đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở tăng cường đưa tin về tình hình mưa lớn nguy cơ lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất để người dân biết chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn